Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn xối xả trút xuống Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, hơn 20 đường cao tốc bị gián đoạn và sạt lở nghiêm trọng. Lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, bắt đầu từ 20 giờ 2 ngày trước đó, mưa lớn rơi ở Quảng Nguyên và gây ra thảm họa nghiêm trọng. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 5 người chết và 1 người mất tích do thiên tai, 18 xã thị trấn mất điện, hơn 20 tuyến đường giao thông nông thôn bị gián đoạn do ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Đồng thời, nước sông dâng cao khiến toàn bộ diện tích hoa màu bị ngập lụt và hơn 120.000 ha hoa màu bị mất trắng. Được biết, từ 20 giờ ngày hôm kia đến nay, đã có mưa to đến rất to ở Jianggi, Lizhou, Wanba, Chaotian, Đông Khichuan, Bắc Gangkang và các nơi khác ở thành phố Wanjiang. Lượng mưa nhiều nơi vượt quá 150mm và lượng mưa cao nhất xảy ra ở quận Guangkang, thị trấn Mạnh Tử. Lượng mưa đạt hơn 250mm. Trận mưa bão dữ dội gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng cũng như nhà ở, nông trại, giao thông, cấp thoát nước và điện. Thông tin liên lạc ở Quảng Nguyên và gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng như sạt lở đất đá. Sau trận mưa lũ nghiêm trọng, Bí thư Thành ủy Quảng Nguyên Lưu Kiang và Thị trưởng Mã Hoa đã lập tức ra tiền tuyến chỉ đạo cứu hộ lũ lụt, nhanh chóng bố trí sơ tán và di chuyển dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Cử các đội cứu hộ khẩn cấp vận chuyển vật tư cứu trợ như đồ ăn, nước uống, thuốc men, chăn, mùng, mền đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để cứu trợ kịp thời. Thành ủy và chính quyền thành phố Quảng Nguyên đặc biệt yêu cầu các ban ngành các cấp trong thành phố đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu. Mọi tình huống nguy hiểm ảnh hưởng đến sản xuất bình thường và đời sống của nhân dân cần được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Hiện tại, tổng cộng 3.647 nhân viên ứng cứu khẩn cấp bao gồm cảnh sát vũ trang, công an, dân quân dự bị và các đội cứu hộ chuyên nghiệp đã được điều động trên toàn thành phố. Công tác phòng chống lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp cứu trợ thiên tai của thành phố đang được thực hiện có thứ tự trên toàn diện. Theo thông tin từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt Tứ Xuyên, vào lúc 22 giờ ngày hôm qua cho biết, trận mưa lớn bắt đầu trở lại vào tối ngày hôm trước đã khiến 4 người chết và 1 người mất tích ở Tứ Xuyên. Tính đến thời điểm hiện tại, kể từ trận mưa bão dữ dội nhất năm nay đổ bộ vào Tứ Xuyên vào tối thứ Sáu, đã có 11 người thiệt mạng, 8 người mất tích và 10 người mất liên lạc do các thảm họa khác và hiện vẫn đang được tiếp tục thống kê thu thập. Được biết, hiện tại lượng mưa ở Đông Bắc Tứ Xuyên vẫn đang tiếp tục. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên đã yêu cầu các bộ phận phòng chống lũ lụt ở các khu vực liên quan hết sức cảnh giác, tăng cường túc trực và triển khai nhiều biện pháp đối phó. Được biết, tại huyện Vấn Xuyên là nơi huyết mạch liên lạc với thế giới bên ngoài bị gián đoạn do mưa lớn, sạt lở đất gần đây. Người dân vẫn an toàn và có đầy đủ vật dụng được tiếp tế. Kể từ đầu tháng này, huyện Vấn Xuyên đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp, lốc xoáy, lở núi và lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước. Đoạn Du Giang Vấn Xuyên của quốc lộ 213 huyết mạch nối Vấn Xuyên với thế giới bên ngoài cũng bị gián đoạn. Vấn Xuyên cách thành đô hơn 90 km, quận lỵ bây giờ phải đi đường vòng gần 1.000 km mới có thể đến thành đô. Đường sắt Quảng Châu – Pakistan dự kiến sẽ thông xe trở lại sau 7 ngày. Kính thưa quý vị, theo tin tức hàng ngày của Tứ Xuyên cho biết, do lượng mưa lớn liên tục trút xuống trong những ngày qua đã khiến cho núi lở sập đổ xuống và các hoạt động của tuyến đường sắt thành phố Quảng Nguyên, thành phố Baiyong bị gián đoạn. Hiện tuyến đường sắt đang trong quá trình sửa chữa khẩn cấp. Lượng mưa lớn liên tục từ 2 ngày qua đã gây ra thiệt hại cho nhiều bộ phận của tuyến đường sắt Quảng Nguyên – Baiyong, trong đó có dòng chảy đá vụn do lũ quét liên tiếp gây ra sạt lở núi, hư hỏng nền đường. Hơn 190m nền đường bị cuốn trôi, hơn 5.700m khối xỉ đường sắt bị sạt lở, hơn 330m khối đá hộc đọc lại. Theo Zhang Derin, giám đốc an toàn của chi nhánh đường sắt Guangba Linh Pule thuộc tập đoàn đường sắt Tứ Xuyên cho biết, chỉ tính riêng toàn bộ đoạn của đường sắt Puji Luba có 6 tình huống nguy hiểm khi trận lũ quét thảm khốc xảy ra, trong đó nghiêm trọng nhất là trên DK106-550-630, nơi này có khoảng 5.100 điểm sạt lở và dòng chảy đá răm. Sau thảm họa, chi nhánh đường sắt Guangba Linh Pule thuộc tập đoàn đường sắt Tứ Xuyên đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp và thành lập một đội cứu hộ gồm hơn 110 người tức tốc đến hiện trường và bắt đầu làm việc trên nhiều tuyến.
Theo thông báo, lúc 17 giờ ngày hôm nay cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, dự kiến toàn tuyến sẽ thông xe trở lại sau 7 ngày. Tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Quảng Nguyên đến Ba Rông dài 163 km bắt đầu từ thành phố Ba Rông ở phía đông và kết thúc tại thành phố Quảng Nguyên ở phía bắc, sau đó kết nối với đường sắt Bang Chen. Đây là tuyến đường sắt đi ra ngoài duy nhất ở thành phố Ba Rông. Nó chịu trách nhiệm chính cho việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, than đá, dầu mỏ và quặng sắt ở Đông Bắc Tứ Xuyên, Ba Rông, Quảng Nguyên ra ngoài Tứ Xuyên. Thưa quý vị, tuần qua, Nam Kinh lại tiếp tục có mưa lớn. Sau một đêm mưa, tình trạng ngập úng xảy ra tại một số khu vực trũng thấp trong khu đô thị, dẫn đến ùn tắc giao thông ở một số đoạn khu đô thị, gây bất tiện cho sinh hoạt và đi lại của người dân. Trận mưa cũng khiến nhiều chuyến bay đến và đi tại sân bay Nam Kinh Luku bị trì hoãn. Phóng viên nhìn thấy tại số 151 phố Bảo Sơn, thành phố Nam Kinh, sau trận mưa kéo dài cả ngày, lượng nước lớn đọng lại trên toàn tuyến phố. Độ sâu của nước quá đầu gối, người dân và các cửa hàng trên đường phố bị ngập. Và một chiếc ô tô đen nửa thân chìm trong nước. Đường trên cao cầu Nam Kinh Sài Hồng cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Đến 8 giờ sáng, nước đọng lại tại đây đã tràn qua bắp chân, người qua đường vất vả đi lại. Lưu thông các phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Nhiều tài xế xe buýt đã tranh thủ chạy xe vào những khu vực bị ngập nước sâu. Hậu quả là xe buýt bị mắc cạn dưới nước. Do lượng mưa lớn, một ngôi nhà cổ ở phía nam thành phố Nam Kinh đã bị sập hoàn toàn. Căn nhà rộng chưa đầy 15m2 nằm ngổn ngang, thậm chí cửa không mở được. May mắn là không có ai trong nhà bị thương khi sập nhà. Theo số liệu từ Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Nam Kinh, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 3 giờ 30 phút sáng nay, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 152mm và lượng mưa lớn nhất là 203mm. Kênh thông tin 12319 của Cục Quản lý Đô thị Nam Kinh đã nhận được hơn 20 tin nhắn báo động về nước từ đường Heshiyasan, đại lộ Dương Tử Giang, cầu cạn cầu Sai Hồng và những nơi khác trong ngày. Sau khi cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố xử lý thoát nước khẩn cấp, nước đọng ở những khu vực này với cơ bản đã rút cạn. Đồng Yan Huê, người phát ngôn của trụ sở phòng chống lụt bão đô thị Nam Kinh cho biết, các trạm bơm ở khu đô thị Nam Kinh đang nỗ lực hết sức để tiêu thoát nước với tổng công suất lắp đặt là 203 chiếc, trong đó 31 máy đã được quay vòng để thoát nước. Chính quyền thành phố Nam Kinh cho biết, 9 đoàn kiểm tra đã được cử đi kiểm tra 33 khu vực trọng điểm về phòng chống có lượng mưa và tích nước tương đối nghiêm trọng trong giai đoạn đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, Nam Kinh sẽ có một đợt mưa mới trong 2 hoặc 3 ngày tới. Năm nay, Nam Kinh bước vào mùa mưa Meiyu và mùa mưa Meiyu năm nay sớm nhất, lập kỷ lục trong 12 năm qua. 81 người bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở Jingxiu, Tứ Xuyên. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, một cây cầu đường bộ bên cạnh một con sông nhỏ ở làng Jingxiu Yongtanbao trên đường cao tốc Jingxiu Tao Wulong ở Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ và 81 người bị mắc kẹt trong bong dưới gầm của cây cầu hỏng bị cô lập giữa dòng nước lũ. Sau khi nhận được báo động nguy hiểm, Tang Shengwen, nhân viên của đội cứu hỏa Vân Xuyên ngay lập tức cùng 7 sĩ quan và binh sĩ đến hiện trường để ứng cứu do con đường dẫn đến hiện trường bị sạt lở đất và núi. Các phương tiện không qua lại được nên các cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ khẩn trương đi bộ đến hiện trường với các thiết bị cứu hộ như ném phao cứu sinh, dây an toàn, áo phao. Các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng dây thừng lớn để vượt qua dòng nước lũ, đưa được 36 người mắc kẹt ra ngoài thành công. Đến 17 giờ 40 phút với sự hỗ trợ của máy xúc, máy ủi, 45 người còn lại bị mắc kẹt đã được di chuyển ra khỏi khu vực bị nước lũ cô lập an toàn. Đến 19 giờ 18 phút tối, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ đã ứng cứu thành công được 81 người mắc kẹt và đều đã được đưa đến thị trấn Jingxiu an toàn. Cũng vào ngày hôm qua, một cơn mưa bất ngờ đã trút xuống tỉnh Yanxi Tuya và khu tự trị Miao của tỉnh Hồ Bắc. Vào sáng sớm cùng ngày, thị trấn Sunhe của thành phố bang NC City cũng đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại trạm đo được lượng mưa đạt 193,4mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là 90,1mm trong một giờ. Lượng mưa lớn đã gây ra một trận lở đất với khoảng 200.000 mét khối, khiến một trạm xăng bị vùi lấp và hai người mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Vào lúc 10 giờ 55 phút sáng ngày hôm qua, lượng mưa đã gây ra một vụ lở đất địa chất quy mô lớn tại km 27 với chiều dài hơn 350 mét trên đường cao tốc Ba Phe ở thị trấn Sunhe, thành phố Aceh.
Theo ước tính sơ bộ, vụ lở đất lên tới ước tính với 200.000 mét khối đất đá đã rơi xuống, khiến một nhà máy sản xuất bánh mì và một cây xăng phía bên phải đều bị vùi lấp. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, có 4 người trong ngôi nhà bị sập, bị vùi lấp đã bị thương và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã. Sau khi kiểm tra thì tất cả 4 người đều bị thương nhẹ. Hiện tại, hai chiếc ô tô tại cây xăng đã bị vùi lấp, nhưng rất may là không có ai bị thương. Hai người vẫn mất tích là Chen Ruhong, 47 tuổi, trưởng cây xăng, và Xu Aixin, 48 tuổi, chủ nhà máy sản xuất bánh mì. Tại cây xăng bị chôn lấp có hai bồn chứa dầu, lần lượt chứa 15.700 lít xăng và 17.900 lít dầu diesel. Theo phát hiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và lực lượng vũ trang, không có dấu hiệu rò rỉ. Điều này được hiểu là điểm sạt lở không phải là điểm quan trắc trượt lở địa chất. Sau thảm họa, thị trưởng NC Quyên Binh cùng các lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố có liên quan đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức, tổ chức một cuộc họp đặc biệt để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa, đồng thời nhanh chóng thành lập nhóm dẫn đầu cứu hộ và cứu trợ thảm họa khẩn trương lập phương án ứng cứu, đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 197 hộ dân và 687 người dân hai bên khu vực xảy ra thảm họa, đồng thời các nhân viên đặc biệt túc trực xung quanh khu vực sạt lở và giám sát nghiêm ngặt để ngăn chặn sự cố rò rỉ từ kho dầu. Việc cúp điện đã được thực hiện kịp thời trong phạm vi 1.000 mét xung quanh điểm sạt lở, đồng thời tăng cường công tác quản lý phòng cháy chữa cháy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.